Chào các bác nông dân, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác một giải pháp diệt trừ sâu đứt quả và một đứt cành cực kỳ hiệu quả. Lopita 200 VMV. Vậy Lopita 200 VMV là gì? Đây là một loại thuốc trừ sâu chuyên dụng giúp tiêu diệt sạch sẽ mấy con sâu đứt quả và một đứt cành đáng ghét. Sản phẩm này được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, rất an toàn cho cây trồng và cả môi trường nữa. Cách dùng Lopita 200 VMV thì đơn giản thôi. Đầu tiên, các bác pha loãng thuộc theo hướng dẫn trên bao bì, thường là khoảng 10-15 gram cho mỗi bình 16 lít nước. Xong rồi, các bác chỉ việc phun đều dung dịch lên cây đang bị sâu hay một tấn công. Điểm hay của Lopita 200 VP là tác dụng cực nhanh. Ngay sau khi phun, thuốc sẽ thấm vào sâu và một, hạ gục chúng chỉ trong vòng 24 giờ. Nhờ vậy, cây trồng sẽ nhanh chóng hồi phục và phát triển khỏe mạnh trở lại. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn có tác dụng phòng trừ lâu dài. Mỗi lần phun thuốc có thể bảo vệ cây trồng của các bác từ 2 đến 3 tuần liền. Như thế, các bác sẽ tiết kiệm được khá thời gian và công sức chăm sóc cây. Rất nhiều nông dân đã tin dùng Lopita 200 VMP và đều thấy hiệu quả rõ rệt. Sản phẩm này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mang lại năng suất cao hơn cho mỗi mùa vụ. Các bác muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì hãy truy cập didaplan.vn nhé. Trên đó, các bác sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích và có thể đặt hàng trực tiếp luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video bổ ích khác. Chúc các bác mùa màng bội thu, cây cối luôn xanh tốt. Hẹn gặp lại các bác nhé!